Quỹ phòng chống thiên tai được thu đọp và sử dụng theo nghị định số 94 của chính phủ. Tại Long An, việc thu quỹ còn không ít khó khăn. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đang chậm trễ trong việc nộp quỹ. Đồng thời, do một vài địa phương cũng chưa thật sự tập trung quyết liệt vào công tác thu quỹ trên địa bàn quản lý. Vì vậy, số thu quỹ thực tế có sự chênh lệch cao so với kế hoạch được giao. Theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh sẽ thu hơn 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2023, toàn tỉnh chỉ thu được 29,6 tỷ đồng. Trong đó, thu chi trong kỳ năm 2023 hơn 18,5 tỷ đồng và tổng chi trong 4 tháng đầu năm 2024 hơn 7,5 tỷ đồng. Số dư quỹ còn lại đến ngày 1 tháng 5 2024 là 40,5 tỷ đồng thiên tài ngày càng diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tài giảm gánh nặng cho ngân sách thì cần sự tham gia của toàn xã hội trong đó quỹ phòng chống thiên tài được xem là địa chỉ tin cậy để tiếp nhận nguồn lực từ đó triển khai các nhiệm vụ ứng phó và hỗ trợ người dân khắc phục sau thiên tài